cảnh Hương đi được cái nhà xem đi. Dạ rõ. Thì lái chim anh mơ, mơ nhiều khi là xem anh bực mình. Lái xem chim đi mang kẹp quá. Mang kẹp đấy. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào xét đấu thứ hai của trận đấu thứ hai giữa Huyền Anh Sơn và thị xã Hoàng Mai. Thì thị xã Hoàng Mai sẽ giành quyền phát bóng ở xét đấu thứ hai này. Vậy là có điểm đầu tiên rồi. Điểm đầu tiên cho thị xã Hoàng Mai. 1-0. Đánh bóng tốt của anh Sơn. Điểm đổi về cho anh Sơn 1-1. Anh Sơn đánh bóng tốt. Điểm đổi về cho anh Sơn 2-1. Quay bóng chuyên mà này mở nhạc không anh? Quay được. Đủ ở đấy cả. Đủ ở đấy vì hay bị dính bẩn quên của cái bay nhạc đấy. Vừa rồi thì một pha bóng nhanh của anh Sơn ghi về điểm số 3-2 cho anh Sơn. Hoàng Mai đánh bóng tốt, đội điểm về cho Hoàng Mai 3-3. Trời ơi. Tiếp tục là câu trả lời của anh Sơn. Đội điểm về cho anh Sơn 4-3. Rửa đây mở nhạc chi chí được vậy. Chỉ quay có anh mở nhạc là cổng có chị. Hoàng Mai đánh bóng tốt, đội điểm về cho Hoàng Mai 4-4. Đánh bóng tốt, đội điểm về cho Hoàng Mai 5-4. Nỏ ngoài mà. Quả thương ngoài bông đập rồi thương ngoài. Đâu khở ngay. Đâu thương tảng đi. Thương ngoài. Tưởng người đang trượt lại. Quả nó ngoài mất kiểu chứ gọc. Anh Sơn đánh bóng trước qua lưới. Điểm đổi về cho Hoàng Mai 6-4. Nói đây chứ đẹp mắt đấy chứ. Nói nó đánh trúng bóng ven coi lại thân bôn. Thân nhảy trứng. Đẹp. Phòng thủ rất hay của thị xã Hoàng Mai. Anh Sơn đánh bóng tốt. Đổ điểm về cho anh Sơn 5-6. Bật chẹo khiến thật đấy. Nhỏ nhỏ
Hoàng Mai đánh bóng tốt, đủ điểm về cho Hoàng Mai 7-5. Dạ này, quấy mở nhạc đấy, quấy mất công. Thì vừa rồi chúng ta dặn đoàn thi đấu vì là bên văn hóa người ta mở nhạc. Thì bây giờ họ tắt mất rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục trận giữa Ánh Sơn và Hoàng Mai. Điểm số bây giờ là 15-14 nghiêng về Hoàng Mai. Vậy là Anh Sơn đánh bóng trước qua lưới, điểm đổi về cho Hoàng Mai 16-14. Anh Sơn đánh bóng tốt, điểm đổi về cho Anh Sơn 15-16. Đi chơi dài đây, trong dài đây. Đi dài đi trên đất. Mất khí thể, quái mà mất khí thể. Không phải ông đồng như quyết định luật cái của Tiêu Lê. Anh Sơn bỏ bóng tốt, đổi điểm về Hoàng Mai bỏ bóng tốt, đổi điểm về cho Hoàng Mai 17-15. Xin lỗi các bạn. Lưỡi rồi. Hoàng Mai có điểm tiếp. Lỗi chầm lưỡi của Anh Sơn. Điểm đổi về cho Hoàng Mai 18-15. Thủ rất hay của Hoàng Mai. Hoàng Mai bỏ bóng tốt, điểm đổi về cho Hoàng Mai 19-15. Chúng ta em để trên đất đấy. Mất đi không đúng, đúng quy định dài, có phải chạy nghe sọt con lê của dài chứ đúng ai chấm chiếm có chữ khách quan đi cái gì cái bên cái thế giới xem nó mà đẹp đi không biết đi dài đâu cũng được đấy. Đi dài rồi cũng được đánh, đánh cú thủ chứ đi nhà tay trời chứ không muốn. Vậy thì Anh Sơn đánh bóng tốt, đổi điểm về cho Anh Sơn 16-19. Hoàng Mai bỏ bóng tốt, điểm đổi về cho Hoàng Mai 20-16. Hoàng Mai đánh bóng tốt, điểm đổi về cho Hoàng Mai 21-16.
Đây là câu trả lời của anh Sơn. Điểm đổi về cho anh Sơn 17-21. Ngoài Hoàng Mai đánh bóng là trúng vào ăn tét. Điểm đổi về cho anh Sơn 18-21. Bỏ bóng tốt của anh Sơn. Điểm đổi về cho anh Sơn 19-21. Hai đội này xin giành quyền hội ý. Lỗi qua chân. Trọng tài xác định Hoàng Mai đánh bóng tốt. Điểm đổi về cho Hoàng Mai 22-19. Đánh bóng tốt của anh Sơn. Điểm đổi về cho anh Sơn 20-22. Đánh bóng tốt. Đổ điểm về cho Hoàng Mai 23-20. Hoàng Mai chặn bóng tốt. Đổ điểm về cho Hoàng Mai 24-20. Anh Sơn đánh bóng ra ngoài và kết thúc trận đấu thứ hai thì Hoàng Mai đã cân bằng điểm số 1-1. Chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ ba, trận đấu quyết định xem đội nào sẽ giành chiến thắng ở trận đấu thứ ba này đây.